Vậy hằng đắc thức môn quan âm tam thật là đắc nhớ. Bởi vì từ đây ta sẽ sử dụng liên tu. Bạn ơi chớ quên ghi nhớ, hãy nhớ ghi nhớ nó nhé. Nếu không quan sẽ không thể học tốt được đâu. Thứ nhất là hằng đắc thức minh phương một tông vắng nhiều, chính là tông của minh phương của hai biểu sau đó công ơi hay lần tình hai miêu thương đã cho. Thế là bạn đã mãi mãi nhớ mãi không quên. Thứ hai bạn chấp nhận đang thức bình phương một nhiều, nó là bác tông bình phương của hai biểu thương đã cho. Bạn hãy nhớ chữ hai lần tình hai biểu thương đã cho. Và bạn đã nhớ không quên được hàng đăng thức số bạn cần nhớ đang thương yêu hai bình thường. Bạn tình muốn đông yêu hai yêu thương và bạn nhớ chưa? Họ cùng bí bí giúp bạn phát triển tư duy sáng tạo. Dù bạn cảm hóa tự tin độc lập lắm chú bác chưa hơn nào, đều chưa hay ngăn yêu lần cùng với bi bi ai.